Với cái máy rửa bát này thì mình thực sự là mình ngạc nhiên ấy, vì là lúc đầu thì mình cũng không nghĩ là mình sẽ mua một cái máy rửa bát. Mình thực sự là đề xuất cho các cái chị em phụ nữ này. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ trở lại để review cho các bạn về một món đồ rất là hữu ích cho chị em. Hôm nay thì cũng là ngày đầu tiên của năm 2022, cũng là video đầu tiên của năm 2022. Nên trước khi đi vào review thì mình xin gửi lời chúc hạnh phúc, may mắn, thành công đến tất cả những người đã xem kênh và ủng hộ kênh của mình trong suốt những năm qua, và những người đã đang xem video review ngày hôm nay của mình. Cảm ơn các bạn, hãy nhớ ấn nút subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Ok, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu theo dõi review về cái máy rửa bát mà mình đã sử dụng được hơn 4 tháng. Đây chính là cái máy rửa bát mà hôm nay mình sẽ review cho các bạn nha. Nó chính là chiếc máy của thương hiệu ngôn mở quá nhỉ, Texo các bạn ạ. Khi mà mua về thì sẽ có kỹ thuật của bên Texo đến lắp đặt này, sau đó thì họ sẽ dán tem bảo hành này, cái này là tem bảo hành. Sau khi mà dán xong rồi các bạn có thể cạo cái này ra và làm theo hướng dẫn kích hoạt cái bảo hành của mình. Đó, còn ở trên đây họ cũng có ghi cái số hỗ trợ nhanh về kỹ thuật. Thì cái máy này thì nó có một cái kích thước khá là hợp lý với lại cái bếp của nhà mình. Từ đầu thì ở chỗ này đó là cái giá để nồi các bạn ạ. Để nồi, nhưng sau đó thì nhà mình dỡ ra và để lắp cái máy rửa bát này. Trên đây thì nhìn ở bề ngoài thì trông rất là đẹp, mặt bằng kính sáng bóng, nhưng cái máy này thì nó không nhìn được vào bên trong khi mà máy đang khởi động hay là hoạt động đó các bạn ạ. Đây nó có một cái tay nắm này, ở trên đây có bảng điều khiển này. Đó, bảng điều khiển, đây là nút mở này, mở, sau đó là chọn là các chế độ này, bạn có thể mở ở đây đó. Thì ở đây nó sẽ có các chế độ, các bạn ấn nút P này để chọn chế độ. Nó có các chế độ, các chế độ đó, chế độ, các chế độ. Tiếp đến là nó ở bên này nó sẽ có các cái ký hiệu để báo cho các bạn biết về lượng bóng và lượng muối này, rồi sấy tăng cường này, rồi làm khí trong lành này đó. Thì các bạn mở máy ra thì ở đây nó sẽ có hai dàn, dàn trên và dàn dưới. Đó, các bạn kéo dàn dưới ra. Ở trong phía trong này thì nó sẽ có một cái gọi là cái lọc rác này. Còn đây là cái cánh tay quay ở ngăn dàn dưới. Còn đây là cái chỗ để các bạn đổ muối này, đổ muối ấy. Và tiếp theo ở dàn trên thì nó sẽ có một cái cánh tay quay của dàn trên. Đó, bên này thì nó có một cái đèn. Còn đây thì nó có hai cái lỗ này, chắc là để sấy nhiệt cái gì đó. Tiếp theo, ở đây là dàn trên này. Đó. Dàn trên, đây là cái bộ này thì nó sẽ để được 8 bộ bát đĩa các bạn. 8 bộ bát đĩa. Đó. Ở dưới đây thì các bạn có thể để được rất nhiều. Đây, chỗ này là chỗ để ly này. Chỗ này là để bát đĩa đũa này. Đũa này. Đũa thìa. Còn bên cánh tủ này thì nó sẽ là nơi chứa cái dung dịch để tẩy rửa. Ví dụ các bạn nếu các bạn dùng dung dịch rửa bát thì sẽ đổ vào đây. Hoặc là dùng cái viên rửa bát thì cũng đổ vào đây, sau đó đóng nắp vào. Đó. Mở nắp ra thì ấn ở bên này. Còn đây là cái chỗ, này là cái chỗ để đổ
chất làm bóng. Mở cái này ra và sẽ đổ cái chất làm bóng vào đây. Sau khi đổ đầy rồi thì các bạn sẽ đóng vào. Và khi cái chất làm bóng này nó hết thì ở trên cái bảng điện ở cánh tủ ở ngoài nó cũng sẽ báo lên ấy. Cái hình như hình bông tuyết này này. Đây này. Cái hình như hình bông tuyết này. Đấy. Về kích thước của cái máy này thì nó có chiều cao là 59,5 cm. Chiều cao ở đây, từ đây đến đây 59,5 cm. Đây là ở cái đây thì của nhà mình là vẫn còn thừa. Ở bên chiều rộng này vẫn còn thừa, chiều cao thì vừa khít, chiều rộng này thì còn thừa. Chiều rộng này của nó là 55 cm, 55 cm. Còn cái chiều sâu, chiều sâu của nó là bên trong là 50 cm. Đó, về kích thước của cái máy này thì như thế, khá là vừa khít với lại cái tủ của nhà mình. Ở bên trong này thì các bạn để ý nó có những cái gioăng này, cái gioăng cao su này. Các bạn lưu ý là khi mình sử dụng thì không nên để những cái vật nhọn nó làm hỏng cái gioăng này ấy. Vì cái gioăng này thì mình nghĩ là nó cũng quan trọng với lại cái máy rửa bát ấy. Đó là bên trong, về cấu tạo thì rất là đơn giản đúng không? Các bạn xếp bát đĩa vào đây. Phần thiết kế của nó thì mình nghĩ là cái thiết kế này của nó chia những cái khoang, 1 khoang, 2, 3, 4, 5 khoang. Và cái khoang này thì là nó để vừa để úp các cái bát đĩa, làm sao cho nó nghiêng, có độ nghiêng. Chứ các bạn không úp nằm hẳn xuống mà sẽ úp nghiêng, thì khi mà mình rửa xong ấy, nước nó sẽ không bị đọng lại ở trên cái máy đó. Khi sử dụng cái máy này thì cũng rất là đơn giản đấy. Đó. Rất đơn giản. Thì mình sẽ cho các bạn xem một số cái video mà mình đã quay sau khi mà mình đã dùng cái máy rửa bát này. Đây, cái này là cái đèn báo muối này. Nếu mà khi cái đèn báo muối này nó sáng thì có nghĩa là các bạn sẽ cần phải đổ thêm muối vào máy rửa bát của mình. Đó, thì cách đổ thì cũng rất là đơn giản. Đó là các bạn mở ra và các bạn mở hẳn cái dàn thứ hai này ra, các bạn nhấc ra khỏi máy. Sau đó các bạn mở cái nắp này, mở cái nắp hộp muối này ra, sau đó các bạn sẽ đổ muối vào. Đổ muối vào thì ở trong cái muối này nó có một cái phễu. Khi mà các bạn mua máy thì nó có một cái phễu. Và các bạn dùng cái phễu đó và các bạn đổ cái muối. Và nhớ muối ở đây chính là cái muối dùng cho máy rửa bát ấy. Mình không đổ cái muối bình thường nha các bạn nhé. À, mình đổ cái muối đó thì đổ đầy. À, đổ khi nào các bạn thấy nó đầy lên trên mặt, gần đến sát mặt của cái miệng thì các bạn dừng lại. Đó. Mà trước khi đổ thì các bạn có thể đổ đầy nước vào đó, hoặc là các bạn có thể là đổ muối trước hoặc là đổ nước sau đều được. Và khi mà cái nước nó tràn ra thì cũng rất là bình thường, không có gì phải đáng lo. Nhưng mà các bạn không nên để những cái hạt muối đó nó văng hoặc là nó vãi nhiều ra cái máy của mình, sẽ làm mài mòn đi những cái đồ ở trong máy ấy. Thì sau mỗi một lần các bạn thay muối thì các bạn sẽ đóng máy vào và chạy chế độ gọi là rửa nhanh, hoặc là chế độ 15 phút hoặc là chế độ 5 phút cho máy để nó làm sạch những cái lượng muối thừa mà nó chảy ra ngoài ấy, chảy ra ngoài máy để nó sạch sạch, để tránh mài mòn các cái đồ ở trong máy rửa bát, như vậy sẽ tốt hơn. Còn tiếp theo là nếu mà cái đèn báo bóng, chất bóng này, đây là cái đèn bóng này, nó hết thì các bạn sẽ đổ vào. Như lúc đầu mình đã có nói thì là mình đổ cái chất làm bóng nó ở đây. Các bạn bật nắp này lên và các bạn đổ đầy vào đây là xong. Còn trong quá trình rửa của mỗi ngày thì các bạn sẽ cho cái chất rửa bát vào đây. Đó, rửa hàng ngày.
Đấy là về cái các chất rửa bát. Còn về cái các bạn nhìn ở đây nó có một cái gọi là cái gì nhỉ, cái này là cái lọc rác ấy. Cái lọc rác này thì thường các bạn nào mà không có tráng bát trước khi rửa ấy, thì cái chỗ lọc rác này nó sẽ ra rất nhiều rác. Nhưng mà như mình thì mình thường tráng bát trước khi mình rửa để nó sạch ấy. Thì khi mỗi một lần mà mình có thể là xoáy cái này ra, là mình xoáy cái này ra là mình nhấc hẳn lên, mình nhấc hẳn cái này lên thì thấy nó vẫn sạch, nên là mình cũng không có phải vệ sinh nhìn gì nhiều ở cái này sau khi máy dùng xong. Cái máy rửa bát Texo này thì của mình mua nó là 8 bộ nhé, rửa được 8 bộ và rửa cả nồi cả bát đĩa cho nghĩa là 2 bữa ăn thì đều có thể rửa được. Thì ở đây cái máy của mình nó có một cái cũng khá là thích, đó chính là cái wifi ấy các bạn ạ. Wifi, các bạn nhìn thấy biểu tượng wifi ở đây không? Đó, cái này của nó là mã của nó là Texo TGW F68GB ấy. Thì cái máy này nó có cái wifi. Wifi này nghĩa là thế nào? Nghĩa là các bạn có thể kết nối cái máy này với lại cái điện thoại thông minh của mình, và các bạn sẽ dùng một cái app mà nó chạy cùng với lại một cái mạng wifi. Thì khi đấy các bạn kết nối và các bạn có thể điều khiển được cái máy rửa bát này, khi các bạn không cần phải đến ngồi gần nó để điều khiển, mà các bạn có thể điều khiển qua điện thoại, cũng rất là hay. Và ở đây cũng có một cái đặc biệt, đó là có cái khóa trẻ em này. Khi các bạn ấn cái này, ấn hai cái nút này cùng một lúc thì nó sẽ khóa vào và các bạn không thể điều khiển được những cái nút ở trên này. Như vậy mình nghĩ nó là một cái chức năng khá là an toàn cho mọi người trong gia đình ấy, đặc biệt là nhà có trẻ em. Thì ở đây thì trong máy này nó sẽ có rất nhiều các cái chức năng. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy nó là có cái đầu tiên đây, nó chính là cái gọi là chương trình rửa chuyên sâu này, rửa chuyên sâu. Cái này là rửa cho những cái đồ rất là bẩn này. Đấy. Nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Thời gian của nó thì là sẽ khoảng là 140 phút. Đó, khoảng 140 phút. Còn cái rửa chương trình rửa 90 phút này thì nó sẽ thích hợp cho những cái đồ rửa bẩn bình thường. Tiếp theo là cái chế độ eco này là chế độ nó mất khoảng hơn 2 tiếng. Chế độ là 2 tiếng 13 phút thì phải. Thì sau này mình sẽ giới thiệu kỹ hơn. Còn cái này thì nó là tiết kiệm điện nhất. Tiếp theo là đến cái chế độ rửa ly. Đó, ly thì các bạn cũng có thể dùng là rửa cho những cái đồ sành sứ bẩn nhẹ này, hoặc là những cái đồ thủy tinh mà nhạy cảm này, chịu nhiệt không cao. Đó. Còn tiếp theo là cái chương trình rửa nhanh này, thì chương trình này rửa ngắn thôi, dùng cho những cái đồ ít bẩn. Đó, các bạn có thể rửa nhanh. Và chương trình này rửa thì nó không có cái sấy các bạn nhé, riêng cái này thì nó không có sấy đấy. Còn tất cả bốn cái chương trình này thì nó có sấy đó. Cái chương trình rửa này nó nhanh này có 25 phút. Còn tiếp theo là cái chương trình gọi là cái chương trình ngâm tráng sơ bộ 15 phút. Các bạn có thể sử dụng trước khi mà mình vào cái chương trình rửa chính, nhưng thường thì mình cũng ít dùng. Cái này các bạn cũng có thể rửa hoa quả được. Tiếp theo là cái chế độ gọi là tự làm sạch. Ví dụ các bạn thỉnh thoảng các bạn sẽ vệ sinh máy bằng cách là sẽ ấn vào cái nút này, nó sẽ làm sạch máy trong vòng 5 phút. Để tất cả cái chương trình này thì nó đều rửa máy ở cái chế độ nước, rửa chính, rửa xả hay là sấy ở chế độ nhiệt từ khoảng 45 đến 70 độ, nên là bát đĩa khá là sạch. Và ở trong cái máy này thì các bạn hoàn toàn có thể là delay, có nghĩa là các bạn tạm hoãn chương trình rửa của mình để các bạn cho thêm đồ vào. Thì chỉ cần lúc đó mình chỉ cần ấn cái nút này, ví dụ máy đang chạy rồi mình muốn delay để mình cho thêm bát đĩa vào thì mình sẽ ấn nút này. Ấn nút này sau đó thì các bạn tạm dừng và sau khoảng 3 giây
thì sau khoảng 5 giây, các bạn chờ khoảng 5 giây thì các bạn sẽ mở cửa ra, mở cửa máy ra và cho bát đĩa vào, cho thêm bát đĩa vào, sau đó thì đóng vào và tiếp tục ấn lại cái nút này. Đó thì là sẽ được. Đó. Nhưng mà các bạn lưu ý là các bạn nên cho bát đĩa vào khi mà máy nó chỉ chạy trong một cái thời gian ngắn ấy. Thì như vậy thì khi mà cái nắp của cái dung dịch rửa này nó chưa mở ra thì nó vẫn còn dung dịch rửa vẫn còn ấy. Cứ còn nếu như các bạn đã cho vào khi mà cái nắp này nó mở ra rồi thì lúc đấy thì mình sẽ lại phải cho thêm vào và mình ấn lại cái chu kỳ rửa như ban đầu ấy. Nên là mình cũng hạn chế cái việc là mình đang rửa máy xong rồi mình mở ra mình cho thêm bát đĩa. Đó. Thế còn cũng việc tiếp theo đó là chính là cái máy rửa này, nếu như các bạn mở ở giữa cái chu kỳ của nó thì cũng nguy hiểm. Nguy hiểm vì sao? Vì có thể là nó hơi nước nóng trong cái quá trình mà máy rửa nó sẽ làm bỏng ấy. Nên là tốt nhất là các bạn hạn chế cái việc mở trong cái khi mà nó đang hoạt động. Vừa rồi thì mình có nói về máy rồi, bây giờ thì mình sẽ nói về cái quá trình mình sử dụng. Quá trình sử dụng thì khi sau khi mà mình ăn xong thì mình sẽ tráng bát. Nếu bạn nào lười không muốn tráng bát cũng được, nhưng mà khi đó thì ở máy rửa bát nó sẽ ra rất là nhiều rác ấy, thì đằng nào mình cũng phải dọn. Thế nên là trước khi mà mình cho vào máy rửa bát thì mình cũng sẽ tráng, sau đó mình úp bát đĩa rồi là cốc thì các kiểu vào trong máy rửa bát. Và các bạn chú ý là mình xếp nghiêng nhé. Nếu mà mình xếp cái nào mà nó nằm xuống thì đến khi mình mở ra nó sẽ bị đọng nước ấy. Như ở đây thì mình có xếp hai cái cốc, các bạn để ý là hai cái cốc mình có để nó nằm nghiêng ấy. Thì như vậy sau này khi mà mình mở ra thì sẽ có nước. Ở đây thì xếp được rất nhiều đồ các bạn ạ. Ở đây mình có thể xếp được hai bữa ăn, bữa trưa, bữa tối, thậm chí có cả bữa sáng của nhà mình cũng có thể xếp được hết vào trong cái máy rửa bát này. Như ở trong hình thì mình có xếp là một cái chảo này, và có một cái nồi nhỏ này, và một cái nồi to này. Đó, và rất nhiều các cái bát đĩa này. Bát thì thường sẽ xếp ở cái dàn trên, còn đĩa và đũa thì mình sẽ xếp ở dàn dưới. Đây thì đồ thì tất cả đều mình đã tráng rồi. Và nói chung thì sau khi mình tráng chỉ mất khoảng mấy phút thôi các bạn ạ, cũng không mất thời gian đâu. Đó, trên mình có xếp cốc này, ở dưới thì có nồi, bát to, bát nhỏ, tô này. Đó, rất nhiều đồ đúng không? Kín luôn. Và các bạn lưu ý là khi mà mình xếp đồ vào trong cái máy rửa bát này ấy, thì tất cả các cái đồ mà khi mà các bạn để ý có cái cánh quạt ở phía cái dàn trên ấy, thì các bạn xếp làm sao cho nó không chạm vào cái cánh quạt ở phía dàn trên nhé. Còn nếu như mà nó chạm vào thì các bạn phải điều chỉnh cho các cái đồ nó thấp xuống một chút. Như vậy thì nó sẽ hoạt động và tốt hơn. Nếu như là các bạn để cho nó chạm vào thì tất nhiên là nó không thể quay được trong cái quá trình nó hoạt động rồi. Đó các bạn thấy không? Như vậy là nó rất là tốt rồi đấy. Mình xếp như vậy là rất ổn rồi. Lúc đầu, tuần đầu mới sử dụng máy thì mình rất là bối rối khi mà xếp các cái đồ bát đĩa. Nhưng sau đó thì khá là ok. Xếp rất tốt. Còn đây là các cái chất tẩy rửa mà mình sử dụng cho máy. Ban đầu thì khi mình mua máy thì có được tặng cái đồ để đi kèm, rửa đi kèm ấy, nhưng mà mình dùng hết rồi. Còn đây là cái đồ mà mình mua tiếp theo. Ở đây nó sẽ có là một cái chai dầu bóng này, chai dầu bóng này, và một cái muối này, cái muối, và đây là cái viên rửa. Đó, cái viên rửa này có 100 viên. 100 viên này thì các bạn trong một gói một viên thì thường mình sẽ bẻ ra làm 3 phần. Mỗi một lần rửa thì mình sẽ cho một phần. Nói chung là cũng không tốn lắm các bạn ạ. Một cái combo này nó khoảng hơn 600.000, nhưng mà xài được khoảng tầm gần 2 tháng.
Đó. Như ở đây mình bắt đầu bật máy lên. Và ở đây thì máy của nhà mình nó báo là cái bóng hết ấy, tức là cái dầu bóng hết. Nhưng mà mình cũng không cho tiếp vào vì trong quá trình sử dụng thì mình thấy là mỗi lần mình cho dầu bóng thì mọi người thường hay có nói là bát đĩa nó có mùi và nó bóng, nó bị có đắng đắng, có vị đắng. Nên là mình không cho nhiều. Đó. Thường thì khi nó báo muối hết thì mình sẽ cho. Thế còn dầu bóng hết thì bây giờ mình cũng hạn chế cho ít thôi. Còn hàng ngày khi rửa thì mình sẽ cho thêm viên rửa vào. Đó, như vậy là mình đang cài đặt chế độ chương trình thì các bạn thấy là như lúc đầu mình có nói rồi, nó có rất nhiều các chương trình và các bạn có thể chọn. Như đây là mình đang chọn chế độ là Eco, là trong 2 tiếng 13 phút là máy sẽ chạy. Sau đó thì mình sẽ ấn nút play. Đó. Sau khi ấn nút play xong thì mình sẽ tiến hành ấn hai cái nút này để khóa máy vào. Lúc đó thì các cái màn hình hiển thị thì nó sẽ có hình cái chìa khóa. Và lúc đó thì các bạn ấn bất cứ nút nào ở trên cái máy nó cũng không thể bấm được. Đó. Thì trừ khi mà các bạn giải cái khóa đó thì là lúc đó mới ấn được. Nên là cái này chức năng này rất là ok và rất là an toàn. Như đây là máy đã rửa xong rồi này. Bây giờ máy rửa xong rồi mình bắt đầu là giải khóa này, bỏ khóa đi và bắt đầu mình tắt máy này. Mình tắt máy xong thì mình mở máy ra. Đó, mở máy ra thì bát đĩa đã sạch rồi. Nhưng mà mình cũng xin review cho các bạn đó là không phải hoàn toàn là nó sạch, sạch lúc nào nó cũng sạch. Đó là phụ thuộc vào cái cách mà các bạn xếp bát đĩa của mình như thế nào. Và các cái bát đĩa đó thì nó có bị dính nhiều thứ khô bẩn hay không. Nếu như nó có nhiều thứ khô bẩn mà các bạn chọn sai chế độ thì nó cũng rửa không sạch đâu. Đó. Wow, như vậy là mình đã review và đã quay những video về cái quá trình mà mình sử dụng cái máy rửa bát của mình. Thì thực sự là trong quá trình mình dùng thì mình rất hài lòng với cái máy rửa bát này, bởi vì nó đã giúp cho mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nếu như trước kia sau khi ăn xong mình phải rửa bát, mình phải dành thời gian ra để rửa bát này, mà mỗi lần rửa bát và dọn dẹp bếp như vậy thì nó thường là mất của mình khoảng 30 đến 45 phút. Mà hôm nào mà có đông người này hay là có tiệc thì sẽ là khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ để rửa bát và dọn dẹp. Như vậy là rất mất thời gian. Nhưng các bạn có biết không là sau khi mà mình sử dụng cái máy rửa bát này thì nó đã tiết kiệm rất rất nhiều thời gian cho mình. Thường thì mình chỉ mất khoảng 5 phút để mình tráng bát, bỏ các cái rác vào trong thùng rác để cho nó sạch cái bề mặt bát mà không có rác bám vào đó. Và sau đó mình tráng bát, và tráng bát thì mất chỉ khoảng 5 phút, cũng như tráng nồi cũng thế, chỉ mất khoảng 5 phút thôi. Thì các bạn sau đó các bạn úp vào trong cái máy rửa bát ấy, thì là đã xong rồi. Nó rất là nhanh, và thường thì mình dọn bếp, mình lau dọn bếp chỉ mất khoảng 5 đến 10 phút nữa là xong. Như vậy tổng thời gian thì mình khoảng mất chỉ khoảng tầm 10 phút, 15 phút là đã xong rồi. Lâu lắm thì là khoảng 15 phút thôi, chứ còn nhanh thì thường là chỉ mất 5 phút là mình đã dọn dẹp xong rồi. Chỉ cần đóng nắp vào và cho máy chạy, thế là xong. Rất là nhàn, và mình có thời gian để làm những việc khác. Và hơn nữa là cái khi mà máy rửa bát nó rửa cho mình ấy, thì nó rửa bằng cái nhiệt độ khoảng từ 45 đến 60 độ, có chế độ là 70 độ nữa, và nó có sấy bát đĩa nữa, thì nó rất là vệ sinh, sạch sẽ.
Trong quá trình sử dụng thì khi mà các bạn đổ đầy các cái dung dịch rửa này, dầu bóng này hay là cái muối này thì quá trình rửa nó sẽ là sạch nhất. Tuy nhiên nếu như bạn thiếu đi cái ví dụ như là dầu bóng này, như mình có nói trong video của mình là mình không có cho dầu bóng vào, thì thường mình nhận thấy là khi mình không cho đủ dầu bóng ấy, thì cái quá trình sấy của nó sẽ không được khô bát như là cái lúc mà mình cho đủ. Nhưng mà khi mà mình sấy xong ấy, mình nếu mà mình cho đủ dầu bóng thì thường là mình thấy là nó có hơi có vị đắng đắng một chút ở trong bát khi mà lúc đầu mà đổ đầy bình ấy, còn sau đó thì là hết thì nó không có. Nên là hiện tại thì mình không có đổ nhiều cái đó nữa. Ừ. Thế vậy thì khi mà mình dùng thì cũng có những lúc mà bát đĩa mình thấy nó cũng không sạch, nó vẫn còn bám bẩn. Lý do là bởi vì là mình xếp bát chưa đúng. Đó. Và thứ hai nữa đó là vì cái chất bẩn nó bám ở trên cái bát đó nó khô rồi, nó cặn ở trên cái bát nên là cái quá trình mà máy rửa nó sẽ khó hơn. Nên là khi mà các bạn sử dụng thì các bạn hãy ví dụ như là bát đĩa của buổi sáng hay buổi trưa các bạn chưa rửa thì các bạn nên để nó ngâm ở trong nước hoặc là tráng qua nước lạnh. Như vậy thì để cho cái những cái chất cặn ấy, nó sẽ bung ra, nó sẽ dễ dàng rửa cho máy rửa bát hơn. Đó, như vậy là mình thấy rất là an tâm. Ừ. Với cái máy rửa bát này thì mình thực sự là mình ngạc nhiên ấy, vì là lúc đầu thì mình cũng không nghĩ là mình sẽ mua một cái máy rửa bát, bởi vì là cái bếp nhà mình chật ấy. Nhưng mà sau quá trình mình tìm hiểu thì mình có thấy là có thị trường có một cái loại nó nhỏ nhỏ vừa xinh với căn bếp nhà mình, nó là bộ 8 bát đĩa này, được dùng để rửa cho 2 bữa ăn. Hai bữa ăn với rất là nhiều các cái bát và cũng như là đĩa hay là nồi. Đấy, còn bạn nào mà ở độc thân thì có thể là sử dụng cái bộ 6 bộ thì cũng nhỏ nhỏ, hoặc là gia đình ít người, 2 người thì cũng có thể sử dụng 6 bộ. Còn gia đình đông hơn, nhiều hơn thì có thể 15 bộ. Như vậy thì sẽ tốt hơn. Nếu như có điều kiện và căn bếp rộng hơn thì các bạn có thể sử dụng bộ 15 bộ. Rất là tốt. Mình thực sự là đề xuất cho các cái chị em phụ nữ này hay là các cái đấng mày râu mong muốn tặng cho những người vợ hay là người yêu của mình hay là mẹ của mình một cái vật rất là hữu ích như thế này cho mọi người sử dụng ấy, thì sẽ rất là tốt, rất là giá trị, và nó tiết kiệm được thời gian cũng như là công sức cho chị em trong cái việc nội trợ ở nhà. Đó, thì mình cũng hy vọng là cái video này của mình sẽ giúp cho các bạn phần nào có thể hình dung được cái hoạt động của máy rửa bát này, cũng như là cái hiệu quả của máy rửa bát trong khi sử dụng này, và các bạn có thể lựa chọn cho mình những cái máy rửa bát trên thị trường rất là nhiều loại, phù hợp với lại cái túi tiền này cũng như là cái yêu cầu mục đích sử dụng của các bạn. Đó, hôm nay thì video của mình review hơi dài một chút. Đó. Vậy thì cũng rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Xin các bạn hãy ấn subscribe ủng hộ cho kênh của mình nhé. Tạm biệt các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những video review lần sau của mình nhé. Bye bye.